Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đã nói không có quy tắc nào khác giết người, chẳng nào được, người quản ta được sao? Ta xem thử ngươi có thể chạy đi đâu. Súng âm dương của Vô Thường Tông chẳng qua cũng chỉ như vậy. Không phải nói có thể hủy hoại tinh thần được hay sao? Để ta xem thử ngươi lợi hại tới cỡ nào. Ai mà không biết, Song Thiên Ngọc đại tiểu thư của New Ni Tông có tinh thần lực không ai phá được. Ta không ngốc đến mức khiêu chiến với sở trường của ngươi đâu. Nhưng mà cứ giữ như vậy, chỉ quan tâm trước mắt không quan tâm phía sau, mấy trò vặt vãnh. Sao lại không chém được? Ngươi đương nhiên là không chém được rồi. Dùng âm dương ta sớm đã có thể khống chế sự chuyển đổi thực hư của linh thể rồi. Ván này ta thắng chắc rồi. Trói buộc. Cái gì cơ? Thắng thua đã phân. Tiểu tử thối, ngươi lại dám làm chuyện đó với Thiên Ngọc. Ta sẽ giết chết người. Sư huynh bình tĩnh, xông vào đó e là sẽ phạm quy. Đừng ngăn cản ta, ta muốn đại khai sát giới. Người lại dám đem Thiên Ngọc làm chuyện đó. Nhanh xem Giang Dương thế nào rồi. Sao hắn không động đậy nữa, mặt đỏ như mộng khỉ rồi, như mông khỉ rồi. Cô nương, cô hãy mặc đồ vào trước, ở đây nhiều người như vậy không thích hợp lắm đâu. Người qua đây đi. Ơi nha đầu tiểu ninh này lại dùng chiêu đó. Giang Dương nhìn thấy ảo giác rồi, hay là hắn không dám nhìn thẳng vào ảo giác? Sao ngươi biết? Khi nam nhân háo sắc đều như nhau. Ta quen quá rồi mà. Tại sao ngươi lại không dám nhìn thẳng vào ta, nhìn ta? Ngươi không muốn thắng hay sao? Đừng qua đây. Ơi cô ta như vậy còn ra thể thống gì nữa? Cô nương chỉ là một trận đấu, không cần phải hy sinh nhiều như vậy đâu. Nhưng mà nếu như ta thắng, sư phụ sẽ rất vui. Liên quan khỉ gì đến ta? Nếu là ta quản giáo bất lực, lại dạy ra đệ tử như vậy, nha đầu chết tiệt vô liêm sỉ. Sứ đệ, Giang Dương rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Đừng hỏi ta đéo biết gì hết. Phục ngươi rồi, ta nhận thua, ngươi mặc đồ vào nhanh đi. Thật sao? Thật. Ngươi hãy học hỏi Giang Dương người ta có phong độ như vậy. Hay là ngươi cũng nhận thua đi. Con trai nhường con gái là lẽ đương nhiên mà. Ngươi sẽ không bị người khác chê cười đâu. Tiểu muội, ngươi rốt cuộc là có đánh hay không? Tôn Tầm Trần, Vạn Đỉnh Môn. Ta nghĩ ngươi xem trận đấu của người ta cũng rất lâu rồi, có phải cũng nên làm chuyện chính rồi không? Ấy, ta mới xem được bao lâu chứ, không dễ gì mới ra ngoài đi chơi được một chuyến, ta đương nhiên là phải xem cho sướng rồi. Ta không rảnh rỗi chơi trò đóng kịch gia đình với ngươi đâu. Ơi, đáng sợ thật chứ. Tiểu cô nương, ta không khách khí với nữa. Ta không khách khí nữa đâu. Ngươi thua rồi thì xem đủ thôi. Sẽ xem đủ thôi. Đúng, tên ngốc lại gần chút nữa đi. Tiểu cô nương của Lục Tiên Môn kia sao lại không né? Đợi vật săn tự chui đầu vào lưới thôi. Công kích thể thân, công kích thế thân của Lục Tiên Môn bọn họ là có phạm vi hạn chế đấy. Cô ta đang cười cái gì? Hả? Đây là cái gì? Ơi thảm thật. Đáng thương, lần này ít nhất là phải làm 10 ngày nửa tháng rồi nhỉ? Ơi sao Thanh Thanh,
Ở vòng đầu tiên đem thế thân để cho người khác xem rồi, đang nghĩ cái gì vậy? Không phải ngươi không biết cô ta từ trước đến nay vẫn luôn làm việc như vậy. Nhàm chán, ta chợp mắt một chút. Nếu lúc nãy ngươi rảnh quá thì kiếm chút rượu cho ta. Sớm muộn ngươi cũng uống cho chết thôi. Xử lý xong, Vô Thường Tông các ngươi cũng điều khiển linh thể. Đáng tiếc không bốc thăm chúng người, nếu không có thể tỉ thí linh thể của chúng ta ai mạnh hơn ai rồi. Nhà đầu thối, đừng ở đây gây rối, cút sang một bên đi. Được rồi, ngươi chuyên tâm chiến đấu, nhưng mà ta cảm thấy ngươi sẽ thua. Bách Nạp đại nhân, vừa nãy rõ ràng là ta chiếm thế thượng phong, đều trách quần nhà đầu thối kia. Không làm trái quy tắc, trận đấu tiếp tục. Cái gì? Thượng Trần, nạp mạng đi. Công kích của ngươi không có tác dụng với ta. Đừng lãng phí thời gian nữa, kết quả đều như nhau thôi. Còn có thể như vậy sao? Sư đệ, có phải có cảm giác rau nhà tự trồng bị heo ăn không? Ta nói, thật ra cái đầu heo kia cũng không tệ. Đức tính cũng tốt. Heo chính là heo, có gì mà tốt với không tốt? Nếu như con heo kia dám làm loạn, ta sẽ khiến nó làm thịt heo sấy khô ấy, làm thịt heo sấy khô đấy. Sư đệ, con gái lớn rồi, không thể nào giữ được nữa đâu. Nghĩ thông một chút đi. Ơi, đúng là chuyện nhà mình thì không lo, thích lo chuyện thiên hạ. Chuyện nhà mình thì cũng chẳng ra gì. Không biết là ca ca rốt cuộc đang làm cái gì thôi. Giờ tí ngủ một giấc dài. Sao trời lại tối luôn rồi? Ngươi ngủ một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Não đầu sau khi ngươi tỉnh lại quay... Não đầu nói sau khi ngươi tỉnh lại quay về thiên diễn động, đừng để người khác nhận ra. Sư phụ còn nói cái gì khác hay không? Hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Kỳ lạ, sư phụ nói ông ấy không xuống núi được. Nói kiểu gì? Hơn nữa ta vẫn chưa nói với ông ấy chuyện ngươi có thể biến thành người. Sao ông ấy có thể nói với ngươi được? Mấy cái nông còn lại thì chứng tỏ được cái gì? Não đầu kiếm được một con chim, bảo nó chuyện, bảo con chim truyền thư đến. Ta đúng lúc đang nói nên ăn nó thôi. Ây, ngươi ăn được sao, tàn nhẫn quá vậy. Bình thường ta ít ăn lắm sao? Cũng đúng, ngươi có thể tu thành hình người luôn luôn mà. Lên học ăn một vài thứ của con người. Gan xào, gà nướng, thịt kho, tổ yến trừng, mấy thứ này còn ngon hơn chim đấy. Nhưng mà ta nhớ lại một chuyện, động vật tu hành hình người hình như là chuyện trong truyền thuyết mới có thì phải. À, truyền thuyết. Có phải bình thường ngươi không đọc sách, không rõ về chuyện của phương diện này? Làm ơn, ta có lười nhắc, chuyện này ta cũng rất nhớ rõ. Tóm lại, chuyện động vật tu thành hình người chỉ là truyền thuyết thôi, không có tiền lệ. Thế không phải nói thân phận của ta không thể nào để người khác biết. Nếu như tin tức bị lộ ra, rất có khả năng là nhốt ngươi lại như vậy. Nói không chừng đầu tiên sẽ thiến người. Không phải chứ, con người các ngươi biến thái bệnh hoạn như vậy sao? Này, đem ta lên núi luôn đi, hỏi não đầu thử ta rốt cuộc là tình hình như thế nào. Nói không chừng bổn thiếu gia chính là đứa con được thời chọn, được trời chọn, hoặc là đại ma vương lưu lạc giữa nhân gian. Tỉnh lại đi, đừng nằm mơ nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát, tất cả đều có khả năng mà. Buổi tối cũng có người ra khỏi thành làm việc như chúng ta sao? Không phải não đầu đã nói rồi sao? Đừng để lộ thân phận, bớt nói chuyện bao đồng. Sao ta cảm thấy ba người này cũng muốn đi núi thánh vậy? Chúng ta đổi đường khác, đừng đụng phải bọn họ. Sao vẫn chưa đến? Đã là giờ tí rồi, không lẽ để mình leo cây đó chứ? Gia hỏa vô liêm sỉ, dám làm mà không dám nhận. Giang công tử, còn có người khác, nữ nhân. Tỷ thí hôm nay, tại sao ngươi lại nhận thua? Thì ra là tiểu nha đầu của Uẩn Tiên Tông, sao cô ta lại gặp riêng đối thủ?
Ta không đánh nữ nhân. Người tu luyện cũng quan tâm đến những thứ này sao? Sau này ngươi cũng đừng dùng chiêu nữa. Sau này ngươi đừng dùng chiêu đó nữa được không? Thật sự là không tốt. Thì đây là áo khoác của ngươi. Ta đặc biệt đến đưa cái này. Xem như ta tặng cho ngươi đi. Không làm mà đòi có ăn. Sao ta có thể nhận quà của ngươi chứ? Hai người này rốt cuộc là làm gì vậy? Nói chuyện tình cảm cũng không giống. Nói yêu cũng lũng na lũng lĩu quá rồi. Chả trách người ta nói thiên châm môn đều là lấm kim châm, không có một chút bộ dạng của nam tử hán. Liễu Như Thị của Linh Tiêu Tông, người hẹn ta ra đây làm gì? Nói nhanh ta còn về ngủ với mẹ nữa. Có người nói nhỏ chút. Đi thôi. Hả? Không lẽ ngươi vì ta ức hiếp Song Thiên Ngọc trong tỷ thí mà muốn giúp cô ta báo thù đó chứ? Ngươi biết được thì tốt. Không ngờ ngươi lại ích kỷ như vậy. Ta chỉ là treo cô ta lên đùa một chút. Trong tỷ thí xuất hiện tình huống như vậy cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa Song Thiên Ngọc tiểu thư, người ta sớm đã giải trừ hôn ước với ngươi rồi. Ngươi đừng tự mình đa tình nữa.